VIP dẫn đầu xu thế thẻ. Đã quá Pepsi ơi! Có đang sinh sống tại Mỹ không? Biết có phải là sông Luân hay không? Wow! Ta đã thấy ngà mưa rồi! Chúng tôi đang có trong tay chiếc hộp kỷ niệm của Nhí Mua Gia. Đây sẽ liên đới đến điều đầu tiên của Nhí Mua Gia. Và Huy xin phép được mở chiếc hộp ngay bây giờ. Wow! Giấy ạ! Wow, lớp giấy này mà tên tính vật thật. Hết hồn. Đây! Một đôi giày da đã sờn rồi. Size giày 41 nha. Ờ, tầm đó. Tại sao cái kính hiển vi này có thể dòm được luôn cái size giày 41 vậy trời? Không, em không có nhìn. Em nói 41. Nhưng mà bây giờ thì Huy sẽ cho hội đồng cố vấn một dữ liệu nữa là lời chia sẻ của Nhiếm Uya. Tại sao lại chọn món vật này? Xin mời Nhiếm Uya. Đây là đôi giày em chưa bao giờ giặt. Trời đất ơi. Chắc chắn là nó không hôi rồi. Nếu nó hôi là nó đã đi xa em 10 mét rồi. Diễm ơi, nó không đến nỗi thúi nhưng nó cũng nằm ở cái định dạng là hôi dần nha Diễm ha. Anh Thành cho em xin giải thích xíu ha. Dạ. Thật ra đôi giày này á, nó nói nên tính cách của em. Em là người thích giữ những cái gì gọi là kỷ niệm. Đôi giày này em mua lần đầu tiên em được đi nước ngoài. Cũng là lần đầu tiên em đi Singapore. Cho nên thường thì mình hay muốn giữ cái gì đó của lần đầu tiên. Ví dụ như là đất. Mặc dù đôi giày này không có đất, nhưng mà em cảm giác là phải giữ nó và không giặt nó. Cho nên đôi giày này em không có mang nhiều. Đến bây giờ cũng mười mấy năm rồi. Wow. Cái cách nói chuyện mình quen đấy nhờ. Đôi giày đầu tiên. Bạn này là một người hướng nội, nhưng mà bạn luôn muốn tích cực yêu đời, cho nên bạn phát năng lượng ra bên ngoài rất là nhiều. Dạ. Và cái năng lượng đó là để enjoy cuộc sống. Nhưng mà thật ra nếu mà bạn này có một cái vấn đề gì đó, bạn này có xu hướng hướng nội, đúng không Nhiếm? Yes, that's right. I gotcha. Biết tại sao nói vậy không? Bạn vô tình bạn xưng hô với chúng tôi bằng em. Cái thứ hai là bạn giữ đôi giày thì ở cái độ tuổi của những người trẻ không mấy ai đâu. Đúng cho rồi. Nên những người này là những người mà họ luôn luôn quý những gì đã trải qua trong cuộc sống của họ. Và tôi tin cái lời bạn nói. Nhìn cái cách bạn giỡn với mọi người là tôi biết bạn rất ham vui và bạn rất là thật thà. Nhưng bạn là người sống nội tâm. Trời cái gì vậy? Em như nói sai cái nó tự tuột quá ghê hay sao vậy trời? Đúng không bạn? Bạn Nhiên. Mai mốt mà có phát hiện em là ai thì anh Thành đừng có vặt lông em giống như tập trước nha. Một lát phát tôi cái nhiếp nhổ lông. Tao cái dòng này mà tôi biết mấy người là ai, tôi sẽ cho mấy người từ con Nhiếm thành con Lương trơn lùi luôn nghe chưa. Ghét ghê vậy đó. Ai mà nở lặt lông em trời ơi. Tập trước anh là người kêu em giặt lông đó. Đúng rồi. Tập trước anh định làm vậy chứ tập này anh đâu cần làm vậy, nó nhảy cũng gần rụng hết lông rồi. Em nghĩ rằng là ba người ở đây chưa đoán được bạn này nữa, nhưng mà em khá là chắc chắn bạn này là ai rồi. Mỗi lần tiên chắc chắn là mình không lo. Lần này là honest lắm. Có phải bạn vừa mới trở về Việt Nam hay không? Dạ, em mới từ Thái Lan về. Đừng có vế sau, chỉ cần đúng là được rồi. Sao mắc cừ quá, nói không cho tập phản biện hả? Tại vì cái vế sau là cái vế làm nhiễu em. Người ta thèm xôi xoài, người ta đúng giả. Bạn này rất khó đoán. Tại vì hôm nay khi mà nghe giọng hát bạn này một lần nữa thì em có cảm giác rằng bạn này mới vào nghề hoặc mới lấn sân đi hát, chứ không phải là xuất thân 100% là một ca sĩ. Đúng rồi, hồi nãy có một cái chi tiết bạn nhận được rất là nhiều cái cuộc điện thoại. Trên đó có cái chữ Mr. Win. Đúng rồi, có nghĩa là bạn đã thay đổi cái cuộc đời của bạn làm gì đó và bạn chiến thắng. Huy ơi, mình có thể suy nghĩ đơn giản hơn. Win là thắng, thắng là ông Cao Thắng. Ông Cao Thắng gọi về công ty. Không lẽ lại là Sông Luân? Nhưng không phải Sông Luân. Bạn này có một bài hit. Nói cho sợ. Nói cho sợ. Khi anh ra đi, quá khứ còn lại gì? Khi em ra đi, quá khứ còn lại gì? Trái tim này mất môi này cho trao người nào hay. Em xin phép không được trả lời câu này. Từ chối bình luận thì hát theo đi ạ. Tại bài của mình thì mình hát theo được mà.
Bài quá khứ còn lại gì? Đúng là không gì có thể qua mắt được phụ nữ. Wow. Sợ chưa? Nhân tiên ơi, hãy cẩn thận, lỡ đâu là nhận vơ nha. Không, thứ nhất là bạn hát tiếng Anh giỏi. Thứ hai là cái bài vừa rồi á, tiên có nghe được cái giọng ít nhiều. Và thứ ba là cái dữ liệu đôi giày. Bạn này có một cái gì đó rất là rock trong người. Thì cái phong cách bên ngoài bạn này rất hay mặc áo khoác da đinh tán, quần jeans và đôi giày đó. Rock con Nguyễn. Trời ơi, hay vậy ta. Cái này là tôi bó tay nha, tại vì nó nằm ngoài kiến thức tôi luôn. Nhưng chưa chắc đúng. Cái cách đứng nói chuyện là giống lắm à. Cứ vậy nè, đó, cứ vậy xong rồi rất là tăng động trên sân khấu. Lúc đứng nói chuyện là sẽ rất là khen. Đúng, chính xác, chính xác, chính xác, chính xác. Nhớ là những gì tôi đã nghe thì oh my god, hình như là mà hát tiếng Anh rất là chuẩn. Yeah, you got damn right. Ủa chứ gì, mọi chuyện không diễn ra dễ dàng vậy đâu. Bạn đã từng tham gia một chương trình nào về âm nhạc mà ngoài quốc gia Việt Nam chưa? Ghê. Diễm không muốn trả lời. Không muốn trả lời là có rồi. Có thể là không phải nha, cái dấu hiệu này là không phải. Đó là tôi không muốn nói nữa bởi vì tôi sắp lộ rồi. Và đây là thời điểm mà chúng ta sẽ biết được danh tính của nhân vật ẩn đằng sau chiếc mặt nạ Nhiễm Ui Gia là ai. Trước tiên chúng tôi sẽ trích xuất từ các sách của ngân hàng VAB kết quả ấn tượng đầu tiên về Nhiễm Ui Gia mà hội đồng cố vấn đã viết. Xin mời vệ sĩ áo đen. Vâng ạ, cảm ơn ạ. Hội đồng cố vấn có thay đổi quan điểm của mình về nhân vật này hay không? Dạ, em xin phép đi tiên thông em thay đổi. Ủa, Huy đón ai? Dạ, em thấy là trong cái hình mà mình có thời điểm hiện tại thì em xin mạnh dạn cả tin để đoán đây là ca sĩ Song Luân ạ. Ca sĩ Song Luân, anh Trấn Thành, tên gì ạ? Muốn thay đổi hay không? Tôi không có chắc chắn về giọng hát này, cho nên trong phút chốc tôi đã dại dột nghe theo tóc tiên. Nhưng mà thôi kệ, mình đã viết vào đó thì mình phải tin vào những gì mình đã tin từ lúc đầu. Thì tôi vẫn nghĩ đây là Song Luân ạ. Tóc tiên. Dạ, em có rất là nhiều sự dại dột trong hai tập vừa rồi. Nhưng mà riêng về cái khoản của bạn này thì em chắc chắn là em phải đổi kết quả. Em phải giữ danh dự cái sự trong sáng về cái nhận định của em, về logic của em. Thì đây chắc chắn là Rocker Nguyễn. Chốt, Gilly vẫn là Rocker Nguyễn. Cái suy đoán của mọi người giữa Song Luân và Rocker Nguyễn á, thì em cảm giác như là Rocker Nguyễn có vẻ là chính xác hơn ạ. Cảm ơn hội đồng cố vấn. Bây giờ là kết quả thực sự mà mọi người đã viết. Đầu tiên, tự tin ngút ngàn với phần giới thiệu của mình. Chỉ cần nghe qua vài ba câu đầu đã biết được đó là ai. Anh Trấn Thành, anh Trấn Thành. Anh viết vào đây không những là một cái tên mà tới hai nghệ sĩ trừ hao. Đó là ca sĩ Khánh Vương và ở dưới còn thồng thêm là Song Luân. Sao chơi chắc cứu vậy Thành? Cha mẹ vẫn thường dạy chúng ta không nên bỏ 10 cái trứng vào một cái rổ ạ. Cho nên là anh Thành đã bỏ 2 cái rổ vào một cái trứng. À, kết quả của Wowie đó chính là anh Johnny Trí Nguyễn. Rất mãnh liệt, niềm tin ấy kéo dài suốt 2 tập. Em thấy chương trình lừa chưa? Được cái tai vàng là phải... Tóc tiên! Một nhân vật mà không khai ra tới tận thời điểm này. Nhưng mà em thấy cũng có ý đúng chứ bộ. Nhân vật mà tiên chọn trong phong thư đó chính là anh Phạm Anh Khoa. Cũng có ý đúng với bọn. Không hề luôn. Cũng có máu róc cho người với bọn. Không hề luôn. Cái này là tất nhiên nhìn bề ngoài mà đoán người nè đúng không? Không, tại vì có tập rất là đô, xong rồi còn hát tiếng Anh tốt nữa. Thấy gai gai là rocker nè. Dạ không hề luôn, cái giọng hát đó là không thể là Phạm Anh Khoa được. Thì bây giờ nhục hết cả ba rồi còn gì. Luật chơi là hội đồng cố vấn chỉ việc viết tên một người duy nhất mà thôi. Nên cái sự trừ hao của anh Thành thì tôi cũng trừ hao ra luôn. Là trừ không một. Tính. Rồi, bây giờ để xem anh ấy là ai. Khoan, có vệ sĩ mở giùm. My God! Woo!
mà ra bữa nay diễn xung tuyệt vời. Em có một cái tin, Rob Cơ Nguyễn không gì có thể qua mắt được phụ nữ. Wow, sợ chưa? Có đang sinh sống tại Mỹ không, biết có phải là xong luôn hay không? Wow, ta đã thấy ngà mưa rồi. Hay từ đầu anh đã đoán gần đúng rồi. Có nằm trong option của anh đã không dại dột nghe lời em. Là lỗi tại anh chứ sao đổ lỗi cho em, cho em. Tại vì em nói thuyết phục quá. Em không biết cái vụ đi quân ngủ luôn á. Anh cũng không biết đi quân ngủ luôn. Bộ phim đầu tiên á mà mình tham gia là bộ phim Hậu Duệ Mặt Trời. Trời ơi. Và cái hình là trái táo. Và cây bông có nghĩa là cây táo nở hoa. Trời đất ơi. Nó nói nó nhập ngủ, bây giờ nó nhập thông tin tôi muốn ngủ luôn. Cái này là cho biên tập thôi. Còn cái Mr. Win là suy luận đúng rồi á. Ông Cao Thắng, anh Quơ Quy suy luận đúng rồi. Diêu ơi, Rốc Cơ Nguyễn. Em coi thử coi phải. Cái năng lượng của chị Tiên. Rồi, chị biết ai rồi. Chắc chắn là ai rồi. Em ngồi bên cạnh em bị ảnh hưởng chứ. Nhưng mà nó có rất là nhiều cái điểm để chị phải suy luận ra là như vậy. Tại vì thêm cái đôi giày da nữa thì chị thấy là rocker rất là hay mang cái kiểu mà đinh tán da vậy. Đúng, 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 đúng. Thật ra là rocker với lại Luân á có nhiều cái điểm giống nhau lắm. Tại vì họ đều là những cái người bên ngoài rất là năng động, nhưng mà bên trong họ là những người sống rất là nội tâm. Tôi feel được điều đó. Em gặp mỗi ngày luôn mà đứng kế em không thể nhận ra được. Ngày nào cũng gặp ông này trong phòng gym mà không hiểu sao. Mà em tin rằng là khán giả theo dõi chương trình sẽ chia ra làm hai phe, một bên là Song Luân, một bên Rốc Cơ Nguyễn. Tại vì em vẫn thấy là những cái phán đoán của em nó rất là logic mà nó không đúng thôi. Ban đầu á là chị Tiên nói những cái hint mà em nghĩ là đoán ra em luôn. Cuối cùng phán đoán ra là Rốc Cơ Nguyễn kêu trời rồi, tào lao rồi. Tào lao rồi. Nhưng mà bây giờ hỏi thiệt nè, là cái hình tượng mà Song Luân muốn mang đến The Masked Singer Việt Nam, tại sao là nhím u da? Bình thường nhím nó chích anh kêu gì? Ai da. Nó không xong cái ui da. Thật ra là con nhím này nó cũng giống tính cách của em. Em cảm nhận chỉ có thể mình giúp mình bảo vệ chính mình. Và em có những cái góc khuất bản thân của em. Em nghĩ là nó khá hợp với con nhím. Hỏi là lý do tại sao bạn đến The Masked Singer Việt Nam. Em cảm thấy rất là hứng thú và em nghĩ đây là một cái sân chơi rất là vui. Và khá lâu rồi em không có được đứng trên sân khấu để hát. Thật sự hôm nay em bị lộ mặt sớm. Thì đối với em rất là enjoy với chuyện này. Và em thấy là được đứng chung với tất cả những mascot khác em hát nãy giờ, em cảm thấy rất là vinh dự. Bởi vì em cũng có những cái dự đoán riêng cho mình. Và mình nghĩ là trời ơi, chưa bao giờ mình nghĩ mình có thể đứng chung mình hát với những người tiền bối như vậy. Theo cái phán đoán của em. Mà tôi nói thật đó nha, tại sao một cái người đẹp trai, hát hay, dễ thương như Song Luân tới giờ vẫn ế là sao trời ơi? Sao anh biết lỡ có người yêu? Con yêu cho em. Anh Thành biết rõ là em ế mà. Bạn cầu lông. Trời ơi, các bạn nữ ơi, các bạn đang ở đâu ạ? À? Ở dưới đây nè. Và thưa quý vị, nếu mà các bạn muốn làm quen hoặc là giao lưu với nam ca sĩ đang độc thân Song Luân, hãy gửi mail về cho chúng tôi, themasksingervietnam.vn. Chúng tôi sẽ giảm 10% cho những cuộc gọi đầu tiên. Ca sĩ mặt nạ The Masked Singer Việt Nam lúc 20 giờ thứ bảy hàng tuần trên kênh HTV2 V Channel. Giấc mơ của mẹ phát sóng 20 giờ thứ hai, ba, tư xem đồng thời trên Beyond.